Ngày xưa, ở vùng nọ có một chàng trai tên là Karik rất khỏe mạnh. Anh lại vô cùng chăm chỉ và tốt tính nên được mọi người yêu mến. Mai tôi có việc, tôi lấy cả xe củi này. Cậu mang đến nhà tôi cho nhé, tôi thưởng thêm cho 2 đồng. Dạ vâng, cảm ơn bác, cháu mang đến ngay ạ. Không cần khách sáo, tôi là tu quỷ cái nết cậu nên mới ủng hộ đấy. Của nhà cậu cũng tốt nữa, nên thưởng là xứng đáng. Dạ vâng ạ. Chà, hôm nay đúng là một ngày may mắn, vừa bắn hết củi sớm, lại vừa có tiền thưởng nữa chứ. Tiểu thư Alisa, Hòa ở đây này. Ôi, Alisa, sao hôm nay cô ấy lại xuất hiện ở đây thế này? Chào tiểu thư Alisa. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết, khi không lại chạm mặt tên này chứ. Em đã bảo là để em đi mua hoa cho, tiểu thư cứ thích đi làm gì. Alisa, sao mỗi lần gặp tôi, cô lại tỏ ra khó chịu thế? Tôi chỉ muốn đến chào hỏi và làm bạn với cô thôi mà. Tôi không thích anh, tôi cũng không muốn làm bạn với anh. Sao anh cứ đeo bám tôi mãi thế? Nhưng tôi thật lòng yêu mến cô và muốn lấy cô làm vợ. Tôi có điểm gì không tốt chứ? Làm vợ anh ư? Anh đừng có mơ. Thử nhìn lại mình đi, một tên bán củi nghèo rớt mà đòi cưới con gái của trưởng làng làm vợ ư? Đúng là không biết lượng sức mình. Chỉ vì tôi nghèo ư? Thế nên tôi giàu có thì cô chịu làm vợ tôi chứ? Cả đời anh chắc chẳng bao giờ giàu nổi đâu. Alisa, cô nói đi, nếu tôi giàu có, cô sẽ chịu làm vợ tôi chứ? Thôi được, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nếu như trong vòng 1 năm anh trở nên giàu có hoặc có báu vật gì quý giá đến hỏi cưới tôi, thì tôi sẽ đồng ý lấy anh. Trong vòng 1 năm ư? Đúng, nếu không làm được thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Trong vòng 1 năm làm sao mình có thể trở nên giàu có chứ? Rõ là Alisa cố ý làm khó mình mà. Nhưng biết làm sao bây giờ? Mình rất yêu cô ấy mất rồi. Mình chỉ muốn ở bên cô ấy thôi. Mình không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Mình sẽ cố gắng làm việc gấp 5 gấp 10 lần. Nếu không giàu được thì ít nhiều cô ấy cũng nhìn được nỗ lực của mình. Mệt quá, ngồi nghỉ một lát rồi tiếp tục làm vậy. Hôm nay mình cũng đã làm gấp 3 lần bình thường rồi. Phải cố lên, tất cả vì Alisa. Tiếng gì thế nhỉ? Ôi trời, sao lùm cây đằng kia lại phát sáng thế? Có gì đó ở đấy hay sao? Mình phải qua xem thử mới được. Ôi, một quả dưa dại khổng lồ. Mình chưa từng thấy quả dưa nào to và đẹp như thế, lại còn thơm phức nữa chứ. Xung quanh đây không có ai. Lẽ nào quả dưa này từ trên trời rơi xuống? Thơm quá. Dường như ngửi mùi quả dưa này xong, bao mệt mỏi trong mình đều tan biến hết. Ôi chao, mình cảm nhận một luồng sức mạnh đang chạy dọc trong người. Chắc chắn từ quả dưa thần kỳ này rồi. Mình phải mang nó về nhà mới được. Dạ, thơm quá. Ngửi mùi thơm của quả dưa vào đúng là quên hết mệt mỏi. Công nhận, tôi vừa thở không ra hơi, ấy vậy mà hít mùi dưa một cái là tỉnh cả người. Chưa hết đâu, các bác thử chạm vào quả dưa này mà xem, nó còn giúp tăng cường sức khỏe đấy. Mà để nó trong nhà, tôi chẳng cần dùng đến đèn cũng sáng nữa. Ôi chào, tôi thấy khỏe hơn thật này. Tôi cũng thấy thế, đúng là quả dưa thần kỳ. Thôi được, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nếu như trong vòng 1 năm anh trở nên giàu có hoặc có kho báu gì quý giá đến hỏi cưới tôi, thì tôi sẽ đồng ý lấy anh. Xem ra thần tiên cũng muốn giúp mình. Khi không lại cho mình tìm được quả dưa thần này, mình sẽ mang nó đến nhà Alisa và hỏi nàng ấy làm vợ. Chắc chắn nàng ấy sẽ không thể từ chối đâu. Ha, đây là quả dưa thần mà ngươi nói sao?
ta thấy nó đâu có gì đặc biệt ngoài dáng vẻ to khác thường đâu. Võ dư thì cũng xỉn màu. Rõ ràng trước lúc đến đây, quả dư của tôi vẫn trắng trẻo hồng hào và thơm phức mà. Sao bây giờ lại... Ta chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Mấy hôm nay thấy dân làng bàn tán về quả dư của người, cũng muốn đến xem thử. Nhưng hôm nay thì không cần nữa rồi. Một quả dưa dại không hơn không kém. Sao lại thế nhỉ? Lẽ nào quả dưa bị héo nhanh đến vậy sao? Ông tin tôi đi. Vừa mới đây, trước khi ông ra, nó vẫn còn hồng hào, thơm phức, lại còn phát sáng nữa. Ha, ngươi tự nhìn quả dưa của mình đi. Đừng nhiều lời nữa. Đây mà cũng gọi là dưa thần sao? Còn đòi đến hỏi con gái ta làm vợ nữa. Nức cười. Mau cút về với quả dưa héo úa của ngươi đi. Vậy tôi xin phép ra về ạ. Alisa, tốt nhất là anh nên từ bỏ ý định lấy tôi làm vợ đi. Cho dù hôm nay quả dừa của anh có như mọi người nói đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ lấy anh làm chồng đâu. Cô thật sự không có chút tình cảm gì với ta sao? Để nào cơ hội cô trao cho ta cũng chỉ là nói cho có. Đúng vậy, vì tôi biết anh mãi mãi không bao giờ thực hiện được điều đó. Và quan trọng nhất là tôi không có tình cảm với anh. Anh hiểu chứ? Alisa, ta cứ ngỡ đã tìm được báu vật, ai ngờ chỉ là quả dưa dại tầm thường. Nhưng Alisa cũng nói rồi, cho dù đây có là quả dưa thần thì cô ấy cũng không chịu lấy ta. Vậy thì dưa thần cũng đâu có ý nghĩa gì nữa. Ôi trời, quả dưa. Quả dưa lại trở lại như cũ rồi. Lẽ nào quả dưa cũng không muốn giúp ta lấy Alisa, nên khi đến nhà cô ấy nó mới trở nên héo quắc như vậy. Nếu đã là định mệnh thì ta còn luyến tiếc gì chứ. Ta sẽ rời khỏi đây để quên đi cô ấy. Quá buồn bã vì bị Alisa cự tuyệt, sáng hôm sau, Carrick quyết tâm ôm quả dưa rời khỏi làng. Cứu tôi với! Hình như mình vừa nghe tiếng người kêu cứu. Cứu tôi với! Có ai không? Cầm ngay! Không ta cắt lưỡi bây giờ! Rừng rú hoang vu thế này, người có kêu khản tiếng cũng không ai nghe thấy đâu. Ôi trời! Cô gái kia gặp nguy rồi, mình phải giúp cô ấy mới được. Bà tên dâm tặc kia, mau thả cô gái kia ra. Hờ, quắc con, ở đâu ra mà dám xen vào chuyện của ta? Mau biến đi, không bọn ta cho tàn sát bây giờ. Cứu tôi với! Hờ, với sức mạnh của ba người mà đòi đánh bại ta sao? Khốn hồn thì thả cô ấy ra mau. Ha, được lắm, anh em, giết chết thằng quắc này cho ta. Coi như hôm nay các ngươi số đen mới gặp phải ta. Bình thường ta đã khỏe mạnh hơn người rồi, nhờ dư thần ta lại càng khỏe hơn nữa. Ta tha mạng chó cho các ngươi, biết điều thì biến đi. Vâng, chúng tôi cút ngay. Đa tạ trắng sĩ đã tha mạng. Tốt rồi, không sao rồi. Cảm ơn anh. Ôi, thơm quá, y hệt như mùi quả dưa của ta. Anh nói gì vậy? À, không, ý ta là nhìn cô rất xinh đẹp, nhất da trắng hồng hào, người lại tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu, rất giống với quả dưa thần của ta. Vậy sao? Trên đời lại có quả dưa như thế á? Để ta mang nó lại đây cho cô xem nhé. Giống lắm, vừa rồi mà đánh nhau với lũ thổ phỉ nên ta để nó một chỗ. Dạ. Quả dưa của ta đâu rồi? Rõ ràng ta để nó ở đây mà. Có khi nào bị kẻ trộm lấy rồi không? Nãy giờ làm gì có ai đi ngang đây? Kỳ lạ thật đấy. Anh vừa nói là quả dưa thần đúng không? Đúng thế. Tôi tình cờ tìm thấy nó trong một lần vào rừng đốn củi. Nó như từ trên trời rơi xuống vậy, còn phát sáng nữa. Nếu đúng như thế thì anh không cần lo lắng. Quả dưa tự xuất hiện được thì cũng tự biến mất được. Nó là dưa thần mà. Có lẽ là thế. Quả dưa vừa biến mất thì ta lại gặp được cô. Đây nào đó là định mệnh sao? Anh đã cứu tôi. Nếu không có anh, tôi đã bị bọn thổ phỉ kia bắt đi. Số phận không biết thế nào rồi. Thế nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Một thân một mình đi giữa rừng này nguy hiểm lắm. Ngộ nhỡ lại gặp kẻ xấu nữa thì...
Tôi vốn là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, đi đâu cũng được. Nếu anh không chê, hãy cho tôi được đi cùng anh. Tôi sẽ hầu hạ cho anh đến hết đời để đền đáp ân tình này. Cô muốn đi theo ta thật sao? Anh là người tốt, đi theo anh tôi rất yên tâm. Có lẽ quả dư thần đã mang cô đến với tôi. Định mệnh đã sắp đặt như vậy thì ta hãy nên nghe theo. Cô đồng ý làm vợ ta chứ? Em đồng ý. Cả đời này sẽ một lòng một dạ vì chàng. Cảm ơn nàng. Cuối cùng ta cũng tìm được một người toàn tâm toàn ý với ta. Nào, hãy theo ta về quê cũ. Ta không còn lý do gì để đi lang thang khắp nơi nữa rồi. Vâng ạ. Nàng có hối hận khi theo một kẻ nghèo như ta không? Đời này kiếp này em cũng sẽ không bao giờ hối hận. Chàng đừng hỏi những câu như thế. Chàng không tin em sao? Không, ta tin chứ. Chỉ là ta đang thấy hạnh phúc quá thôi. Mà nàng đói chưa? Thì ta đi tìm kiếm cái gì đó cho nàng ăn nhé. Đường về quê ta còn xa lắm, phải ăn mới có sức mà đi được. Vâng, em ngồi đây đợi chàng. Lao ra, nàng xem ta kiếm được gì này. Lao ra, nàng đâu rồi? Lao ra. Em ở đây. Nàng làm ta lo quá, cứ tưởng nàng đi đâu mất rồi. Em vẫn ở đây chờ chàng mà. Giọng nàng sao thế? Sao tự nhiên lại ồm ồm vậy? À, em không sao. Chắc tại đi đường mệt quá nên hơi đau họng chút. Một vài hôm là khỏi thôi. Ừ, thế mau lại đây nướng thỏ ăn đi, ta đói rồi. Dạ. Cuối cùng cũng về được đến nhà rồi. Từ giờ nơi đây sẽ là tổ ấm của hai ta. Nàng thấy thế nào? Dạ, em rất hạnh phúc ạ. Thôi, nàng ở nhà chuẩn bị cơm nước đi. Ta phải tranh thủ mang củi xuống chợ bán đi. Lâu lắm rồi không đi chợ, chẳng mấy mà không còn tiền đông gạo đâu. Vâng, em biết rồi. Ta về rồi đây. Hình như có mùi gì cháy thì phải. Lao ra, nàng có trong nhà không? Ôi trời ơi, cơm cháy hết rồi còn đâu. Mà nấu cơm lại không cho nước thế này. Nàng ấy không biết làm hay sao? Ra là nàng ở đây. Sao giờ nấu cơm lại lăn ra ngủ? Mà trong cái dáng ngủ kém duyên quá, chẳng giống vẻ yểu điệu lúc trước của nàng gì cả. Mà có mùi gì hôi hôi, cứ như kiểu mùi thú rừng vậy. Ôi trời ơi, là mùi của Lao ra. Mình nhớ nàng ấy thơm lắm mà. Mùi thơm giống mùi của quả dưa chứ đâu có hôi hám như vậy. Chuyện này là sao đây? Thật khó hiểu. Hả? Chàng về rồi à? Nàng nấu cơm kiểu gì mà để cháy đen hết cả thế? Nhà cửa thì bừa bộn, trước giờ nàng chưa từng nấu cơm sao? À, tại ngày trước bạn mẹ em nấu cho nên em không biết. Để dần dần rồi em học ạ. Mẹ nàng nấu ư? Vâng. À, thôi để em ra nấu lại nhé. Chàng chờ em một tí. Thế nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Một thân một mình đi giữa rừng này nguy hiểm lắm. Ngổ nhỡ để gặp kẻ xấu nữa thì... Tôi vốn là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, đi đâu cũng được. Nếu anh không chê, hãy cho tôi được đi cùng anh. Tôi sẽ hầu hạ cho anh đến hết đời này để đền đáp ân tình. Không đúng, cô ấy nói mình mồ côi từ nhỏ mà, làm gì có cha mẹ. Có điều gì không ổn ở đây. Lao ra, cô ấy không giống như lúc mình mới quen chút nào. Lẽ nào một người có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Liệu có chuyện gì mờ ám ở đây không? Hôm nay ta có việc ở chợ nên chắc chiều tối mới về được. Nàng ở nhà tự lo cơm nước nhé. Vâng, chàng cứ lo việc đi, không cần bận tâm đến em đâu. Được tự do rồi, chỉ cần mấy ngày nữa thôi là mình thoát khỏi nơi này rồi. Đói quá, phải vào rừng kiếm gì ăn mới được.
Chà, thịt thỏ tươi ngon quá. Cái gì thế kia? Mình có nhìn nhầm không? Lao ra ăn thịt thú rừng sống. Trời ơi, nàng ấy là yêu quái sao? Không, linh cảm của mình cho thấy chắc chắn đây không phải là Lao ra mà mình quen biết. Mình phải làm cho ra lẽ mới được. Đứng lại. Kari, sao chàng lại ở đây? Chẳng phải là chàng đi có việc tối mới về sao? Nếu ta không vờ nói như thế để theo dõi người thì làm sao biết được bộ mặt thật của người chứ? Mặt thật gì cơ? Đừng vờ vịt nữa, ngươi là ai? Nếu không chịu nói, ta sẽ giết chết ngươi. Ôi, xin tha cho tôi. Tôi cũng chỉ làm theo lệnh của quỷ Kama thôi. Tha cho tôi. Là sao? Nói rõ hơn ta xem nào. Hôm đó, khi anh đi kiếm ăn và để lại lô ra, quỷ Kama đã bắt cô ấy đi. Vì sợ anh phát hiện và đuổi theo nên hắn đã sai tôi biến thành lo ra để qua mặt anh. Quỷ cao má dặn tôi 3 ngày nữa khi hắn đưa lo ra về hang ổ an toàn rồi thì tôi có thể rút lui. Lúc ấy thì anh không cách nào tìm được cô ấy nữa. Ta biết ngay ngươi là kẻ giả mạo mà. Lao ra của ta đâu phải là người như vậy. Cô không mau hiện nguyên hình. Hay cho ngươi dám lừa ta. Tôi đã khai hết sự thật rồi, xin anh hãy tha mạng cho tôi. Nếu muốn ta tha cho thì hãy dẫn ta đến hang ổ của quỷ Kamat. Ta phải cứu Lao ra trở về, bằng không ta sẽ giết chết ngươi. Vâng, tôi sẽ chỉ đường cho anh ạ. Đừng sợ, nàng xinh đẹp thế này ta sẽ không làm hại nàng đâu. Chỉ cần nàng đồng ý làm vợ ta thì ta sẽ cho nàng rất nhiều vàng bạc châu báu, đủ để nàng sung sướng cả đời. Cút đi, không bao giờ ta chấp nhận lấy ngươi đâu, đồ quỷ xấu xa. Nàng cứ từ từ suy nghĩ đi. Số phận của nàng là phải ở đây cả đời rồi. Tên Carrick đó sẽ không đến cứu nàng đâu. Hắn đã bị ta lừa một phố đau rồi. Người đúng là bỉ ổi. Quỷ cầm anh, mau ra đây. Là Carrick, chàng đến cứu ta. Tên tiểu quỷ kia làm việc kiểu gì để hắn tìm đến tận đây thế này? Nhưng tốt thôi, ta sẽ giết chết hắn ngay bây giờ. Với sức mạnh của mi mà cũng đòi đấu với ta sao? Ôi, mắt của ta. Quỷ Kamat bị tiêu diệt. Carrick vui mừng đoàn tụ cùng Laura. Còn về phần quả dưa dại thì ra nó là hiện thân của một vị thần. Thương cho hoàn cảnh của Carrick nên thần đã biến thành quả dưa để đưa Laura đến với chàng. Từ đó cả hai sống bên nhau hạnh phúc đến suốt đời. Đắc đạo thành tiên. Nguyễn Khải, sớm thế mà con đã làm việc rồi sao? Dạ vâng thưa sư phụ, chúc thầy một ngày mới tốt lành ạ. Con thật chăm chỉ, mười mấy năm nay, kể từ khi nhận con làm tạp vụ, ta chưa từng thấy con thiếu chỉnh chu bữa nào. Ngôi chùa này cũng nhờ con mà luôn được sạch sẽ tươm tất. Thầy quá khen ạ, đó là công việc của con mà. Làm cái gì mà gà chưa gáy mà đã dạy thế thằng nhóc này? Con không được nói như thế. Đáng lẽ con nên học tập Nguyễn Khải. Mặc dù không phải là người tu hành như chúng ta, nhưng tác phong của cậu ấy vô cùng chuẩn chỉnh. Nhìn các con xem, có đáng trách không? Dạ, tụi con sẽ chỉnh đốn ngay ạ. Dạ. Cái tên Nguyễn Khải kia thật chướng tai gai mắt. Chúng ta suốt ngày bị lôi ra so sánh với hắn. Sư phụ đúng là không nể mặt đồ đệ của mình mà. Chấp làm gì cái thứ thanh niên trai tráng sức dài vai rộng mà chí thấp, cả đời không ngóc đầu ra được ngoài 3 cái việc nấu nướng, giặt giũ, quét sân. Thấy sư phụ nhiều lần kêu xuất gia làm người tu hành mà không chịu, chắc bản thân ngoài giỏi nữ công gia chánh ra thì không biết làm gì nên hồn.
tôi, Đào Hữu Phú, xin phép được kính lễ. Không biết ngọn gió nào đưa hai tiên đồng hạ phàm tại nhà tôi thế này. Tôi không đến tìm ông. Ai là Nguyễn tiên sinh, hãy gọi ra đây giúp. Thái thượng lão quân ra lệnh cho chúng tôi đến để đưa ngài ấy về trời. Dạ, xin cho hỏi đó là ai cơ ạ? À? Là Nguyễn tiên sinh. Chuyện gì thế? Ở đây không có ai là Nguyễn tiên sinh sao? Tôi e là không ạ. À. Các đồ đệ của tôi không có ai họ Nguyễn cả. Sao lại thế được chứ? Chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Chính Thái thượng lão quân đích danh chỉ nơi này mà. Vậy thì xin phép hai tiên đồng cho tôi đi hỏi các đồ đệ một lát. Khéo có người nào đó tên gọi như vậy mà tôi nhất thời không nhớ ra. Được, chúng tôi sẽ đợi ở đây. Nguyễn tiên sinh là ai mới được chứ? Trong chúng ta làm gì có ai họ Nguyễn đâu. Mà lại là Thái thượng lão quân đích danh mời hai tiên đồng xuống diện kiến nữa chứ. Không phải là hạng thường đâu. Nhưng nếu không phải là sư phụ và một trong số chúng ta thì ai có thể có được vinh dự này? Ta cũng rất thắc mắc. Nhưng thôi, hai tiên đồng đang đợi ngoài kia, vì họ khẳng định đã đến đúng đây theo lời chỉ thị của Thái thượng lão quân, chắc chắn không thể sai, nên chúng ta phải chia nhau ra tìm lẻ lên. Dạ vâng, chúng con sẽ đi tìm xem sao ạ. À? Có khi nào lại là... Sao có thể như thế được chứ? Nhưng mà ở đây, ngoài ta và các đồ đệ thì làm gì còn ai khác ngoài tên nhóc này? Nguyễn tiên sinh, Nguyễn Khải, đó là danh xưng thật của con đúng không? Dạ đúng là thế thưa thầy, có chuyện gì thế ạ? Thôi đúng rồi, vậy người mà bọn họ tìm đúng là đây rồi. Vậy con đi theo ta. Dạ sư phụ. Tôi chính là Nguyễn Khải. Hai tiên đồng có gì căn dặn ạ? Thái đế triệu ngài lên trời, ngài hãy mau thu xếp để cùng chúng tôi lên diện kiến ạ. Được, tôi đã nhận lệnh. Xin hãy chờ cho giây lát, tôi xin phép nói lời chào tạm biệt tới sư phụ của mình, rồi tôi sẽ lên đường ngay. Dạ được, ngài cứ bình tĩnh ạ. Sư phụ, cảm ơn thầy suốt hơn chục năm qua đã luôn nâng đỡ và cưu mang con. Công ơn này con xin khắc cốt ghi tâm. Các huynh đã vất vả rồi, mong rằng mọi người sẽ sớm tu luyện thành công, cứu thế giúp đời, làm nhiều việc thiện cho chúng sanh. Tại sao cậu ta làm gì để được triệu lên trời cơ chứ? Chẳng phải suốt ngày cậu ta chỉ rút nơi xó bếp sần giếng hay sao? Chắc chắn có điều gì không ổn ở đây rồi. Có sự thiên vị nào chăng? Các con bình tĩnh, đừng nóng giận mà ăn nói mất khôn. Nguyễn Khải à, sư phụ hỏi con tu đạo đạt đến cảnh giới nào rồi? Dạ thưa thầy, con tu đạo đã nhiều năm, hơn nữa còn đích thân đi lên thiên giới gặp Thái đế cũng 9 năm rồi. Vì vậy hôm nay thần tiên mới đến triệu con lên trời. Thật thế sao? Thì ra ngoài những công việc hàng ngày đã chiếm gần hết quỹ thời gian của con, đêm tối và những lúc khác con vẫn tranh thủ thời gian để học đạo. Vậy tại sao cậu còn ở lại đây chứ? Với tầm cỡ như cậu hoàn toàn có thể làm những công việc khác mà. Lý do là gì? Dạ thưa thầy và sư huynh, đối với con, công việc nào cũng là công việc, chỉ cần tâm mình vững, muốn làm gì cũng sẽ được. Nguyễn Khải, xin hãy nhận ta làm đồ đệ. Ôi không, thầy làm gì vậy? Sao còn có thể được chứ? Xin thầy đừng làm con khó xử. Bởi lẽ ta vô cùng khâm phục một người như con. Người mà trước đây đã có lúc ta thờ ơ và khinh thường, vậy mà con thì đắc đạo thành tiên. Còn ta 70 năm rồi, cứ ngỡ mình đã đủ. Nhưng mà... Thầy đừng nói vậy. Học đạo không nằm ở thời gian ngắn hay dài. Có thể thầy còn thiếu một chút gì đó. Nhưng hãy cứ yên tâm, con tin với tài năng và đức độ của thầy thì hoàn toàn có thể đạt được nguyện vọng. Ta thông hiểu đạo giáo và nghiêm túc tu đạo. Có phải đã phạm phải tội lỗi gì nên mới không cho đắc đạo thành tiên mà để ta ở lại nhân gian không? Xin con lên thiên giới hãy hỏi thăm giúp ta, sau đó nói cho ta được biết.
Dạ, con sẽ làm thế, thưa thầy. Ôi, là con sao? Con đã trở về từ thiên giới sao? Xin thầy nói khẽ giúp, con chỉ bí mật xuống đây để trả lời câu hỏi của thầy thôi ạ. Cảm ơn con vô cùng vì đã quan tâm đến nguyện vọng của ta. Con nói đi, ta đang nóng lòng muốn biết đây. Thầy tích lũy được rất nhiều âm đức rồi, nhưng trong bản thảo về các phương thuốc mà thầy biên soạn có lấy các động vật và côn trùng làm phương thuốc. Tuy rằng phương thuốc này có ích cho con người, nhưng lại phạm vào tội sát sinh. Chính vì lẽ đó mà người mới chưa đắc đạo thành tiên à? Ra là vậy, ta hiểu rồi. Cảm ơn con đã chỉ cho ta biết. Nếu thầy thay đổi thì 12 năm sau thầy sẽ qua đời và bỏ lại nhục thể này, và sẽ được đến Bồng Lai Tiên Đảo đảm nhận chức thủy giám. Thật, thật thế sao? 12 năm nữa ta sẽ đắc đạo thành tiên sao? Đây là nếu thầy làm như lời con nói à? Ta hứa, ta hứa sẽ thay đổi. Cảm ơn con đã chỉ đường dẫn lối. Cảm ơn con. Nhiệm vụ của con đã xong, mong thầy giữ gìn sức khỏe. Mười hai năm sau, cuối cùng nghe theo lời nhắn nhủ của Nguyễn Khải, Đào tiên sinh cũng đã đắc đạo thành tiên ở cái tuổi gần đất xa trời. Hoàng tử, nhà hiền triết và con ngựa gỗ mun. Ngày xưa, ở vương quốc Siri có một đức vua là bậc chúa tể hùng cường và quyền lực vô song. Thánh Ala đã cho ngài hai cô con gái đẹp hơn cả trăng rằm và tỏa hương thơm ngát hơn mọi loài hoa, và một cậu con trai khôi ngô tuấn tú lạ thường. Dạ thưa đức vua, có ba nhà hiền triết muốn vào được gặp người. Họ nghe danh tiếng của đức vua lừng lẫy nên muốn được đến bày tỏ chút thỉnh tình. Cho vào đi. Người thứ nhất dâng ngài một con công bằng vàng, người thứ hai dâng một chiếc tù và bằng đồng, còn người thứ ba dâng một con ngựa làm bằng ngà voi và gỗ mun. Thưa đức vua cao quý, chúng thần có chút quà nhỏ muốn được dâng lên ngài để thể hiện lòng tôn kính. Vương quốc Siri này lớn mạnh là nhờ tài cai trị anh minh của người. Thần cũng vậy thưa bệ hạ, thần xin dâng lên người bảo vật hiếm có nhất trần gian. Bảo vật của các ngài làm sao mà so với tôi được cơ chứ? Của tôi mới gọi là bảo vật ngàn năm có 102 mà thôi. Tấm lòng của các ngươi ta ghi nhận, nhưng cái thứ này để làm gì? Các nhà hiền triết hãy nói cho ta biết. Tâu đức vua, lợi ích của con công này ở chỗ cứ mỗi giờ bất kể ngày hay đêm, nó đều vỗ cánh và đo tính thời gian đúng từng khắc một. Chà, thưa phụ vương, hẳn là một báu vật quý giá, một con công thần biết tính thời gian. Quả là hôm nay con có được cơ hội được mở mang tầm mắt. Đúng vậy, thật là một món đồ vật ai cũng ao ước được sở hữu. Tâu đức vua, nếu như ngài gắn chiếc tù già này lên cổng thành thì nó có thể thay thế người lính gác tinh anh nhất, vì khi kẻ địch tiến gần tới thành phố, nó lập tức hú vang. Cung điện của ngài sẽ không bao giờ phải lo có kẻ đột nhập. Thưa ngài, con ngựa này không phải bình thường đâu ạ. Nó có phép thần tiên. Nếu có người nào đó cưỡi lên và ra lệnh thì nó sẽ đưa anh ta tới bất kỳ xứ sở nào mà anh ta muốn. Dạ, một con ngựa gỗ mun thần kỳ. Giá như phụ vương ban nó cho ta, ta ao ước rằng mình sẽ được cưỡi nó và đến mọi xứ sở xa xôi mà mình chưa từng được đặt chân đến. Nó sẽ đưa ta đến những chuyến phiêu lưu đầy thú vị. Quá là những vật phẩm quý giá, chắc hẳn các nhà hiền triết đã mất rất nhiều công sức mới có được. Nào, các ngươi đã tỏ rõ tấm lòng cho ta thấy, giờ thì hãy nói các ngươi muốn gì, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi. Dạ, chúng thần chỉ xin đức vua gả công chúa cho. Thần nghe danh công chúa của người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành,
như một đóa hoa mới nở. Đúng vậy, thần cũng đã được nghe tới vẻ đẹp mỹ miều và đức hạnh của công chúa. Thần kính mong đức vua xem xét. Các người đều là những nhà hiền triết, học rộng tài cao nhất vương quốc. Nếu các người chịu ở lại đây giúp ta trị vì vương quốc, ta sẽ đáp ứng điều kiện này. Còn ngươi, ngươi muốn ta thưởng cái gì? Thần cũng có mong muốn được đức vua ban lòng tốt như hai vị kia. Ồ, thật là tiếc. Nhưng ta chỉ có hai vị công chúa, ta không thể đáp ứng mong mỏi của ngươi. Thôi, hay là ngươi cần bao nhiêu vàng bạc, ta có thể ban cho ngươi. Đúng lúc ấy, hoàng tử leo lên con ngựa. Trong lúc không ai để ý, hoàng tử vuốt về con ngựa và chạm vào đám lông xám của nó trên lưng. Ngươi có thể đưa ta đến những vùng đất mới ư? Làm gì có thể xảy ra với con ngựa gỗ này chứ? Mình nghe nói vương quốc Sana có thành phố đẹp tuyệt trần, với những tường thành màu trắng, cây cối xanh tươi và dòng sông nước xanh biên biếc. Liệu nó có thể đưa mình đến đó không? Ôi, con trai ta, mau bảo con ngựa chết tiệt kia hạ cánh xuống đây, nó sẽ làm cho hoàng tử bị thương mất. Thần không thể đuổi theo với tốc độ nhanh như gió của nó. Trong chớp mắt, nó có thể đưa người cưỡi trên lưng đi tới nơi cách xa cả nghìn dặm đường. Cứu con với, phụ vương, cứu con. Nhà hiền triết to gan, ngươi đã làm cho hoàng tử của ta bay mất. Người đâu, hãy đánh cho ông ta một trận cho tội thất kính này. Còn các người mau đưa binh lính khắp vương quốc tìm bằng được hoàng tử về đây cho ta. Dạ, hoàng quá thưa đức vua, thần không cố ý gây ra chuyện này. Đó là do hoàng tử đã nhảy lên ngựa thần đấy chứ ạ. À, hỗn sự, người dám đổ tội cho hoàng tử ư? Nếu người trông coi con ngựa cẩn thận thì đã chẳng xảy ra chuyện này rồi. Lôi hắn ra đánh thật đâu. Ôi, hoàng uổng quá đức vua, tại sao thần lại phải chịu sự trừng phạt cơ chứ? Cùng ngựa thần bay lên trời. Không lâu sau, hoàng tử đã nhanh chóng thành thạo việc điều khiển ngựa mun và nhận ra đây là một vật phẩm quý giá. Đây là xứ sở tuyệt đẹp nào vậy? Và nó là nơi nào trên thế gian này? Có phải xứ sở Sana trong truyền thuyết không? Mình sẽ ngủ đêm lại đây. Ngày mai, mình sẽ trở về nhà và kể cho vua cha nghe về những gì đã xảy ra với mình, về những gì mình đã tận mắt nhìn thấy. Thật là kỳ diệu. Lạy Thánh A-la, nhà hiền triết đã tạo ra mi quả là một con ngựa tuyệt diệu trên thế gian này. Nếu Thánh A-la phù hộ cho ta trở về bình an vô sự, ta sẽ gọi nhà hiền triết ấy lại, ban thưởng cho ông ta những món quà quý giá nhất để xứng đáng với công lao của ông ta. Ôi, mình đói quá. Mình bay cũng cả một ngày trời rồi, vừa đói vừa mệt nên chẳng thể nào ngủ được. Trong cung điện này có lẽ không thiếu đồ ăn thức uống. Mình thử vào trong đó xin chủ nhân một chút đồ ăn xem sao. Ngạc nhiên với vẻ đẹp sự trang hoàng lộng lẫy và vẻ nghiêm trang của cung điện, hoàng tử đi từ góc nọ sang góc kia để tìm đồ ăn, nhưng chàng không tìm thấy một thứ gì cả. Lạ quá, cung điện thì tráng lệ nhưng lại vắng lặng, không có lấy một bóng người nào hết cả. Tốt nhất là mình trở lại với con ngựa của mình, đợi đến sáng mình sẽ phi nó trở về nhà. Chà, lạ quá, vật gì phát sáng phía trước kia? Nhìn kỹ, chàng thấy đó là một toán thị kỳ. Đi ở giữa là một thiếu nữ đẹp tựa trăng rằm. Tất cả đều là những khối thủy tinh trong suốt, không một ai cử động. Nàng thật là đẹp. Tiếc rằng nàng chỉ là một bức tượng thủy tinh. Giả như ta được một lần chiêm ngưỡng người con gái nào có vẻ đẹp như vậy. Nàng là ai? Đây là sự thật hay ta nằm mơ thế này? Thiếp là công chúa của vương quốc Sana,
100 năm trước, vương quốc trúng phải lời nguyền của phù thủy già, sẽ đóng băng cho đến khi có một hoàng tử cưỡi ngựa gỗ muôn đến đây, sẽ phá vỡ được lời nguyền. Cảm ơn chàng đã làm cho phép thuật xấu xa kia tan biến. Nàng không cần phải cảm ơn ta. Thực ra ta cũng chỉ tình cờ vào đây để tìm chút đồ ăn, không ngờ lại cứu được nàng. Ta không hề có chút công lao nào trong chuyện này cả. Sự thật thà của chàng rất đáng yêu. Hãy chuẩn bị đồ ăn cho chàng. Cả hai trò chuyện như đã gặp nhau từ rất lâu. Dần dần, hoàng tử và công chúa đem lòng cảm mến lẫn nhau. Ta phải về báo tin cho phụ vương. Ta đã đi nhiều ngày, chắc chắn phụ vương rất lo lắng. Nàng có bằng lòng về ra mắt phụ vương và mẫu hậu, và chúng ta sẽ đường hoàng cưới nàng làm vợ. Thiếp đồng ý. Được ở bên chàng sống hạnh phúc cả cuộc đời này, thiếp chẳng còn ao ước gì hơn. Nào, ngựa gỗ muôn thần diệu, cảm ơn ngươi đã đưa ta đi một chuyến phiêu lưu đầy thú vị. Giờ thì hãy đưa ta về vương quốc Siri ngay lập tức. Nàng hãy chờ ta ở đây cho tới khi ta sai sứ giả tới gặp nàng. Còn ta sẽ tới gặp vua cha để chuẩn bị cho nàng một tòa cung điện thật xứng đáng và tổ chức một cuộc gặp mặt trọng thể để đón tiếp nàng đến vương quốc. Ta rất vui lòng. Chàng cứ đi đi. Trời ơi, con đã đi đến những đâu? Con có biết rằng ta rất lo lắng cho con không? Ta đã lật tung cả vương quốc lên để tìm con mà không thấy. Ta còn tưởng rằng không bao giờ được gặp con nữa. Phụ vương, thật may mắn con đã đến xứ sở Sana. Con đã gặp một nàng công chúa và chúng con đem lòng cảm mến nhau. Con để nàng ở lại trong giường và về đây một mình để báo cho cha biết mà chuẩn bị đón tiếp nàng thật long trọng. Con xin vua cha hãy giới thiệu cho công chúa biết sự hùng mạnh của mình, của quân đội bách chiến bách thắng và vô số gia nhân. Nào, con hãy dẫn cha ra đó để gặp con dâu tương lai của mình. Ta rất vui mừng được nghe điều đó. Chắc hẳn con đã chọn được người con gái hoàn hảo nhất rồi. Con đã dặn nàng đứng ở đây mà. Thật kỳ lạ, không biết công chúa đi đâu rồi. Chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi thưa vua cha. Cô ấy mới tới đây lần đầu, còn lạ nước lạ cái, không thể tự ý đi đâu được. Các ngươi hãy tỏa ra tìm công chúa về cho ta. Dạ, chúng thần sẽ tìm công chúa về ngay. Dạ, chúng thần đã tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng công chúa, cũng không thấy một dấu tích lẫn trốn nào. Công chúa có thể đi đâu được? Nàng không hề quen thuộc với nơi đây. Con ngựa gỗ mun của ta cũng không thấy. Lẽ nào nàng đã cưỡi lên con ngựa và trở về vương quốc ư? Không đúng, nàng không hề biết cách sử dụng ngựa. Nắm được bí mật điều khiển con ngựa này chỉ có ta và lão Hiền Triết. Lão Hiền Triết ư? Chả lẽ vì chuyện trước kia ta đã... Nhà Hiền Triết to gan, ngươi đã làm cho hoàng tử của ta bay mất. Ngươi đâu? Hãy đánh cho ông ta một trận cho tội thất chính này. Còn các ngươi mau đưa binh lính khắp vương quốc tìm bằng được hoàng tử về đây cho ta. Dạ, hoàng quá thưa đức vua, thần không cố ý gây ra chuyện này. Đó là do hoàng tử đã nhảy lên ngựa thần đấy chứ ạ. Hỗn sự, ngươi dám đổ tội cho hoàng tử ư? Nếu ngươi trông coi con ngựa cẩn thận thì đã chẳng xảy ra chuyện này rồi. Lôi hắn ra đánh thật đâu. Ôi, hoàng uổng quá đức vua. Tại sao thần lại phải chịu sự trừng phạt cơ chứ? Không lẽ lão đã trả thù vì không những không được thưởng mà còn bị vua cha trừng phạt sao? Chắc chắn là hắn rồi. Mình phải tìm bằng được tung tích của hắn. Trước đây vài giờ, các ngươi có nhìn thấy ai ở trong vườn qua này không? Bất cứ kẻ nào ở gần đây đều rất tình nghi. Dạ, có một nhà hiền triết tìm lá thuốc ở xung quanh đây ạ. Nhưng lúc đó thần cũng không để ý nhiều vì ông ta thường xuyên lui tới đây. Thưa phụ vương, chắc chắn lão hiền triết đó đã ôm hận bị phụ vương trừng phạt nên đã chờ thời cơ để trả thù. Nhưng lúc con không để ý, hắn đã mang công chúa đi. Con phải đi tìm nàng ngay, kẻo nàng gặp nguy hiểm.
Nàng đừng hòng trốn thoát. Bằng mọi giá nàng phải lấy ta làm chồng. Ta đã dâng hiến con ngựa có phép tiền quý giá nhất trần gian cho đức vua. Vậy mà ta không có được một cô công chúa nào ngoài một trận đòn đau đớn nhớ đời. Chỉ vì hoàng tử ngu ngốc đó. Thật không công bằng. Nàng có biết không? Đừng có nằm mơ. Ta sẽ không bao giờ lấy mi. Rồi hoàng tử sẽ tìm ra ta. Có ai không? Cứu ta với. Cứu với. Đó là điều không thể. Nàng hét nữa lên đi. Xem hoàng tử của nàng có đến đây được không. Con ngựa gỗ mông của ta có thể đi xa tới ngàn dặm chỉ trong vài giờ đồng hồ. Không ai có thể đuổi kịp tới đây. Trời ơi, vẻ đẹp của nàng làm trái tim ta xao xuyến. Ta chưa thấy cô gái nào có vẻ đẹp kiều diễm như nàng. Hai người đi đâu mà lạc vào đây? Có biết đây là khu rừng cấm của đức vua xứ Soyo không? Tôi từ xa tới. Đây là vợ tôi. Do không biết rằng đây là khu rừng cấm nên tôi trót mạo phạm tới ngài. Chúng tôi không biết. Thành thực xin lỗi ngài. Hai vợ chồng tôi sẽ đi ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi không phải vợ ông ta. Ông ta nói láo. Ông ta chỉ là một kẻ lừa đảo. Dám gian dối trước mặt nhà vua. Cô gái ấy không phải vợ ngươi thì chắc chắn ngươi đã bắt cóc cô ấy đi. Ngươi sẽ phải xử tội chết. Con nàng, hỡi người con gái xinh đẹp, nàng có chấp thuận làm vợ của ta? Đây là vinh quang không phải người con gái nào cũng có được đâu. Nàng sẽ trở thành hoàng hậu của vương quốc Soyo. Xin thứ lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi. Xin đức vua hãy thả tôi ra. Tôi còn phải trở về tìm chàng ấy. Không bao giờ. Một đức vua như ta muốn có gì, ta sẽ có điều đó bằng mọi cách. Ta muốn đám cưới của ta sẽ được cử hành ngay ngày mai. Nếu nàng còn từ chối, nàng sẽ phải chết. Nhà vua xứ Soyo ép buộc công chúa về cung trở thành vợ mình. Từ đó nàng sinh ra bệnh trầm uất, không nói không cười. Tin tức một nàng công chúa kiêu sa bước xuống từ ngựa thần nhưng không thể nở nụ cười bắt đầu lan nhanh và quy tụ nhiều thầy thuốc về chữa trị. Thưa đức vua đáng kính, thần tên là Hagia. Thần là một học giả. Thần còn làm nghề chạy chữa cho những người bệnh. Thần chu du khắp các chốn thị thành và làng quê hẻo lánh để hoàn thiện những kiến thức và tài nghệ của mình. Chưa có người bệnh nào không khỏi bệnh khi uống thuốc của thần. Hỡi thầy thuốc đáng kính trọng, người đến gặp ta thật đúng lúc. Chúng ta đang rất cần tài nghệ của ngươi. Nếu nhà ngươi chữa lành cho hoàng hậu của ta khỏi bệnh, ta sẽ ban thưởng cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn. Ta sẽ ban cho ngươi của cả và địa vị không kém một ai trong vương quốc. Thưa đức vua, dân chúng đã đồn rằng hoàng hậu hạ phàm trên lưng một con ngựa biết bay. Trước tiên, thần cần phải xem xét con ngựa. Rất có thể căn bệnh của hoàng hậu liên quan tới con ngựa này. Và cũng có thể đó là một loài yêu tinh giúp được thần chữa khỏi bệnh. Người cứ xem xét, bao giờ chán thì thôi. Bây giờ thần có thể tới gặp người bệnh và chẩn đoán cho người. Thần đã hỏi Thánh A-la cách chữa bệnh và con ngựa này đích thị là thuốc tiên tốt nhất. Xin người cho phép để thần mang con ngựa này vào phòng công chúa. Được, hãy làm mọi cách để cứu hoàng hậu của ta. Đừng để lộ điều gì. Ta đã cải trang đến cứu nàng đây. Hãy nắm chặt lấy tay ta và trèo lên con ngựa gỗ mung. Chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã. Bắt lấy! Chúng là đồ lừa đảo. Ta sẽ cho người giết chết hết các ngươi. Trả hoàng hậu lại cho ta. Con ngựa gỗ mun đưa hoàng tử và công chúa trở về Siri và cử hành một hôn lễ long trọng nhất chưa từng thấy. Còn con ngựa gỗ mun thì được đặt bí mật vào trong căn hầm và không còn ai nhìn thấy nó nữa. Nó chỉ được kể lại như câu chuyện mà bạn đã được nghe. Tượng đài hòa bình Hiroshima ra đời như thế nào? Hiroshima, Nhật Bản, năm 1945. Xong rồi ạ, thím thấy kiểu tóc này thế nào? Có hợp thời trang không? Càng ngày tay nghề của cô càng khá đấy. Tôi rất vừa ý Saki ạ. Thế chồng cô đi lính,
dạo này có hay viết thư về không? Khổ thân cô và con bé Sadako, hai mẹ con cứ vò vỏ ở nhà chờ đợi. Dạ, lâu rồi cháu cũng không nhận được tin gì. Chắc là tình hình đang căng thẳng lắm. Hy vọng mọi người đều bình an. Cái thời cuộc này đúng là khổ quá đi thôi. Nhà nào cũng chỉ có mấy món phụ nữ chúng ta ở nhà. Thành ra công việc nặng nhọc gì cũng đến tay cô nhỉ. Hy vọng chiến tranh mau kết thúc và chúng ta sớm được đoàn tụ. Thôi, tôi về nha. Dạ, thím về cẩn thận. Lần sau thím lại ghé ủng hộ quán cháu thím nhé. Chuyện gì thế nhỉ? Động đất à? Tất cả chú ý, có máy bay, có máy bay. Báo động đỏ, báo động đỏ. Tất cả chú ý, hãy chui xuống hầm trú ẩn và chờ thông báo mới. Báo động đỏ, báo động đỏ. Sadako, có chuyện gì thế? Ôi! Sadako, còn có sao không? Sadako, tỉnh lại đi. Mẹ đây, Sadako. Xin con hãy mở mắt ra, nhìn mẹ đâu. Mẹ, mẹ ơi, con sợ quá. Cả đám lửa đã rực tiến đến và nuốt chửng tất cả. Con sợ quá, mẹ ơi. Không sao, có mẹ đây rồi, con đừng sợ. Con có bị đau ở chỗ nào không? Có vết thương nào trên người không? Để mẹ kiểm tra kỹ lại một lần nữa nhé. Không mẹ ạ, có hơi ê tay chân một chút thôi. Thế thì tốt rồi, chúng ta phải rời khỏi chỗ này, đến nơi lánh nạn ngay lập tức. Nếu không chỉ một chút nữa thôi, cả nơi đây sẽ bị biến thành đống đổ nát. Chạy mau mọi người ơi. Thảm họa đến rồi ư? Cầu Chúa, cứu sống tất cả chúng ta. Còn bao nhiêu người đã bị chôn dưới đống đổ nát đó? Trời ơi, thật kinh hoàng. Ôm chặt mẹ vào, chúng ta sắp thoát nạn rồi. Chạy mau mọi người ơi. Mẹ ơi, nhà chúng ta chẳng còn gì cả. Tất cả chỉ còn bãi đất trống, thì chúng ta sẽ ở đâu? Không sao đâu con à. Chúng ta đã là những người may mắn khi còn sống sót. Rất nhiều gia đình không liên hệ được với người thân hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát dưới kia. Chúng ta còn có thể bắt tay lại từ đầu. Mà bà sắp về với chúng ta rồi đấy, Sadako à. Thật vậy ư mẹ? Tuyệt quá. Con sẽ lại cùng ba tập chạy mỗi sáng sớm ở bãi cỏ gần nhà mình. Đúng vậy. Giờ thì cô bé đi sang bên ông Tano chơi để mẹ dọn dẹp chỗ này nhé. Chút nữa thôi, bụi sẽ bay khắp nơi. Vâng lệnh mẹ. 2 năm sau. Ba ơi, mẹ ơi, con có tin này rất là vui, muốn thông báo với cả nhà. Chắc chắn ba mẹ sẽ bất ngờ lắm cho mà xem. Chuyện gì vậy con gái? Xem con kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hôm nay con đã chinh phục được đường chạy 50m với thời gian chỉ có 7,5 giây. Con được thầy giáo chọn vào đội tuyển điền kinh tham gia Thế vận hội mùa thu ở Hiroshima đó. Tuyệt quá, con làm chúng ta rất tự hào. Thành tích của con thật ấn tượng đó. Vậy hôm nay mẹ sẽ nấu món con thích để ăn mừng nhé. Con bỏ cặp sách xuống và nghỉ ngơi với ba đi. Sadako, con có sao không?
không sao đâu ba. Chắc con bị đói nên bị tụt huyết áp thôi mà. Lát nữa ăn thêm 2 bát cơm là con có thể tiếp tục chạy được cả mấy trăm mét nữa cho mà coi. Cái con bé này, để ba giúp con ngồi dậy đã nào. Lần sau trước khi đi học thì phải ăn thật no nhớ chưa. Tuân lệnh ba. Sadako, giờ này con vẫn còn ngủ nướng sao? Mặt trời đã lên tận ngọn cây rồi nè. Vậy thôi, trễ giờ học rồi đấy. Vâng, con dậy ngay đây ạ. Mẹ cứ nói hoài à. Ồ, cái gì vậy nhỉ? Sadako, có chuyện gì mà con ngồi thần mặt ra vậy? Mẹ ơi, ở cổ và sau lưng con tự nhiên có những khối gì nhỏ nhỏ, cứng cứng ấy, không biết chúng mọc lên từ lúc nào nữa. Có đau không con? Sadako, ngồi yên mẹ xem nào. Để mẹ đưa con tới bệnh viện kiểm tra nhé. Cô bé không sao cả đâu, xin bà đừng lo lắng. Có thể đó chỉ là do cô bé vận động mạnh thôi mà. Có thể đó không phải là khối u, còn quá sớm để kết luận. Bà cứ đưa cháu về cho cháu nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, rồi sau đó quay lại đây thăm khám xét nghiệm cho chắc chắn nhé. Vậy ư? Nhà chúng tôi cách thành phố Hiroshima 1,5 km, nơi mà quả bom nguyên tử phát nổ 2 năm trước, nên tôi rất lo lắng. Tôi nghe nói bom nguyên tử có thể gây ảnh hưởng chất phóng xạ ở bán kính rất rộng. Chiến tranh đã qua đi rồi, cô bé không để lại di chứng gì đâu. Chị đừng lo, kẻo ảnh hưởng đến tâm lý của cô bé. Cảm ơn anh rất nhiều. Thấy chưa, chúng ta đã lo lắng quá mức rồi. Con không sao cả Sadako ạ. Từ nay con đừng vận động mạnh quá, và mẹ sẽ mua cho con một ít thuốc để bồi bổ. Mẹ nghĩ những khối u nhỏ đó sẽ sớm biến mất thôi. May quá, con chỉ sợ ảnh hưởng đến Thế vận hội sắp tới thôi. Lần này chắc chắn con sẽ mang được huy chương về. Nhất định là thế rồi con yêu. Mẹ tin con sẽ làm được. Cố lên Sadako. Cố lên. Sadako, Sadako, em sao vậy? Gọi cấp cứu, nhanh gọi cấp cứu đi. Chúng ta làm thế nào bây giờ hả anh? Họ nói còn chúng ta không làm sao, mà giờ tình trạng lại tệ như thế này. Con gái chúng ta có tội lỗi gì đâu chứ. Mất con, làm sao em sống nổi? Em cứ bình tĩnh, vẫn đang có phương pháp điều trị. Con chúng ta vẫn còn hy vọng. Em đừng khóc trước mặt Sadako, kẻo con bé lại sợ. Sau khi làm các xét nghiệm, chúng tôi kết luận cô bé bị mắc bệnh bạch cầu do nhiễm phóng xạ. Các khối u ở cổ và sau tai của cô bé đang lớn dần, khiến mặt cô bé bị biến dạng. Sắp tới, các nốt ban đỏ sẽ mọc khắp người. Tình trạng sắp tới sẽ tệ hơn rất nhiều. Xin anh chị đừng quá hoang mang. Chúng tôi đang tìm ra các phác đồ điều trị thích hợp cho cháu bé. Làm ơn hãy cứu lấy con bé. Nó mới chỉ có 12 tuổi, nó còn cả tương lai phía trước. Con gái tôi còn phải dự thi Thế vận hội. Con bé có mơ ước được làm giáo viên dạy thể dục. Con bé phải được sống. Tôi cầu xin các anh. Mong chị bình tĩnh. Chúng tôi cũng rất đau lòng. Chị nhìn xem, xung quanh Sadako cũng còn nhiều em bé cũng mắc bệnh tương tự do phóng xạ của thảm họa bom nguyên tử. Chúng tôi đang tìm phương pháp điều trị tốt nhất. Mong gia đình hãy giữ niềm tin. Mẹ ơi, tình trạng của con tệ lắm mà. Một chút thôi con ạ. Nhưng các bác sĩ đang cố gắng hết sức để điều trị cho con. Sắp tới
Có thể con sẽ phải uống nhiều thuốc hơn, nhưng rồi bệnh của con sẽ sớm chữa được thôi. Mẹ không nói dối chứ? Không, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để vượt qua con nhé. Con gái của mẹ rất mạnh mẽ mà. Vâng ạ, ba mẹ cũng đừng lo lắng nhiều quá nhé. Con sẽ chịu khó uống thuốc ạ. Sadako, cậu có muốn gấp nhạn giấy không? Ở đâu mà cậu có nhiều giấy màu thế? Các bác sĩ cho tớ đó. Mọi người nói, truyền thuyết xưa kể rằng nếu gấp được 1.000 con nhạn giấy thì điều ước sẽ thành hiện thực. Có truyền thuyết đó thật ư? Thế cậu cho mình một ít nhé. Mình cũng muốn gấp 1.000 con nhạn giấy. Tất nhiên là được. Thế cậu ước gì thế? Tất nhiên là tớ ước được khỏe mạnh, cho ba mẹ tớ đỡ lo lắng. Rồi tớ sẽ quay trở lại trường học và tiếp tục tham gia Thế vận hội vào năm sau. Rồi... Mẹ nhìn này, con sẽ gấp thật nhiều nhãn giấy với nhiều màu khác nhau. Căn phòng bệnh viện buồn tẻ này sẽ tràn ngập nhãn giấy sặc sỡ luôn. Bạn Tani vừa mới mất. Hôm qua bạn ấy đã gấp được 900 con nhạn rồi đó mẹ. Giá như bạn ấy còn thời gian, có lẽ bạn ấy đã gấp được 1.000 con nhạn giấy để ước nguyện thành hiện thực rồi. Còn phải gấp thật nhanh mới được. Nếu mọi người cùng gấp thì sẽ có nhiều nhạn giấy cho tất cả cùng nguyện ước. Đừng khóc Sadako. Rồi con sẽ có một ngày như thế, phải không mẹ? Các bạn ở đây đều đến và lần lượt ra đi. Đừng nghĩ bậy. Bệnh của con sắp khỏi rồi. Các xét nghiệm cho thấy lượng bạch cầu của Sadako tăng lên gấp 3 lần so với hồi cô bé mới nhập viện. Các mạch máu bị chèn. Sắp tới cô bé có thể sẽ không vận động được nữa. Gia đình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sadako, con hãy yên nghỉ nhé. Ba sẽ gửi 1.000 bản nhạn giấy xuống làm bạn với con. Con bé dường như vẫn còn ở nơi đây. Còn rất nhiều giấy màu, con chưa kịp gấp nữa. Em ơi, con bé gấp nhạn giấy làm gì thế? Mấy cô bạn trong phòng rủ con bé gấp nhạn giấy là vì tin vào truyền thuyết 1.000 con nhạn giấy sẽ được một điều ước đó anh. Nhưng giờ thì... Không phải đâu. Em nhìn xem con bé viết điều gì trong này. Con có một điều ước. Một điều ước cho thế giới hòa bình, không còn nỗi đau chiến tranh. Chúng ta hãy gửi những bức thư này tới những tổ chức yêu hòa bình trên khắp thế giới. Hãy hoàn thành tâm nguyện thay cho con gái chúng ta, được không em? Chúng ta sẽ gửi thư cho tất cả các bạn nhỏ trên khắp nước Nhật để kêu gọi quyên góp xây dựng tượng đài tưởng nhớ bạn Sadako. Bạn ấy là nạn nhân của cuộc chiến tranh, của bom nguyên tử. Trước khi mất, bạn ấy vẫn còn muốn gửi tới những người yêu hòa bình trên khắp thế giới những ước nguyện thiết tha. Năm 1958, tượng đài mang tên Tượng đài Hòa bình Hiroshima được khánh thành. Tượng đài là hình ảnh Sadako nâng trên tay một con nhạn vàng. Dưới chân tượng đài khắc dòng chữ: "Đây là tiếng kêu khẩn thiết của chúng tôi. Đây là lời nguyện cầu của chúng tôi. Hòa bình cho thế giới." Ông là... Tôi là tiến sĩ Floyd Moore, vừa được nhận giải thưởng Hòa bình Hiroshima. Không biết ông có biết đến không ạ?
Nhưng có chuyện gì mà ông lại ghé thăm nhà chúng tôi? Tôi được biết đến câu chuyện của cô bé Sadako, con gái anh chị. Tôi được giải thưởng 5.000 đô la. Tôi muốn dành số tiền này xây dựng công viên hòa bình ở thành phố Sito. Tôi xin phép anh chị cho đúc một bức tượng Sadako bằng đồng và đặt nó ở vị trí trung tâm của công viên để mọi người biết đến ước nguyện của cô bé. Hàng năm, cứ đến ngày kỷ niệm sự kiện hai thành phố của Nhật bị ném bom nguyên tử, khi người Nhật thả những con chim bồ câu lên bầu trời, thì ở bên kia đại dương, hàng nghìn học sinh Mỹ lại diễu hành tới công viên hòa bình ở Seattle, xếp những con nhạn giấy xung quanh bức tượng Sadako để tưởng nhớ những nạn nhân của thảm họa bom nguyên tử và gửi gắm ước nguyện hòa bình của các em. Đây là bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về cô bé Sadako Sasaki ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản, xảy ra vào thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Phát kiến quà tặng tuyệt vời. Gì cơ? Anh có tỉnh táo không vậy Jack? Đúng đó, đang hoạt động bên lĩnh vực bảo hiểm, có quá mạo hiểm để mở một công ty quảng cáo hay không? Tôi đã thất bại với ngành bảo hiểm, một nhân sự bị đuổi việc. Nếu tôi lại tiếp tục với nó, e rằng còn thất bại hơn nữa. Nhưng vẫn hơn là anh đặt chân lên một địa bàn hoàn toàn mới. Hơn nữa, ngành quảng cáo đòi hỏi sáng tạo rất cao. Anh có tự tin với nó không? Đúng đó, các doanh nghiệp hầu như chỉ tìm đến những công ty quảng cáo uy tín, có tiếng, nên cơ hội cho những lính mới như anh e rằng nhỏ như giọt nước. Dẫu vậy tôi vẫn muốn thử, dù phần trăm cơ hội ít nhất. Điều quan trọng là tôi nhận thấy mình hứng thú với lĩnh vực này. Tôi không còn hào hứng với việc làm bảo hiểm nữa. Vậy thì tùy anh thôi. Chúc cho mọi điều may mắn sẽ đến với anh. Tôi cũng vậy. Hy vọng đây sẽ là con đường sáng cho anh. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cùng anh, Jack ạ. Cảm ơn các anh. Có tin vui rồi nghe Jack. Bên công ty thiết bị điện tử Switch đã tìm đến nhóm chúng ta và cho chúng ta một cơ hội để quảng cáo cho sản phẩm của họ. Thật thế ư? Thế thì tốt quá. Công ty thiết bị điện tử Switch là công ty khá lớn trong ngành sản xuất điện tử. Cơ hội của chúng ta đây rồi. Nhưng cũng kèm đó là một tin không vui lắm. Là tin gì vậy? Đó là nhiệm vụ của họ đặt ra cho chúng ta rất khó. Bởi vì thiết bị mà họ muốn quảng cáo là một sản phẩm đã được sản xuất từ cách đây vài năm. Họ đã không thể tiêu thụ được nó. Cũng khó đấy. Nhưng không thử thì sẽ không biết được. Chúng ta cứ trúng được gói sản phẩm này rồi tính tiếp. Tôi cần một người trong đội sáng tạo ý tưởng cùng tôi đến gặp ngài giám đốc của công ty Schick. Vậy thì ngài hãy đi cùng Mark. Ông ấy cũng là người có kinh nghiệm, sẽ có những ý tưởng tốt, thuyết phục đối tác. Tôi lại nghĩ nên đưa Jin đi. Cô ấy sẽ có những ý tưởng mới lạ. Trời ạ, ngài đã quên chỉ có một cái kịch bản viral 3 phút mà cô ấy cứ làm đi làm lại mãi không xong sao? Điều đó cũng không sao. Quan trọng là Jin thường có những ý tưởng rất khác biệt, không ổn một chút nào. Ngài biết đấy, hầu hết các doanh nghiệp sẽ không ưa những nhân viên còn non trẻ như Jin. Chưa kể, công ty chúng ta cũng là một công ty non trẻ. Nếu trượt cơ hội này, chúng ta sẽ khó đứng lại với thị trường này. Thôi được rồi, để tôi xem xét thêm. Anh cứ làm việc của mình đi. Sếp ơi, công ty này có vẻ là một công ty lớn đấy ạ. Lần đầu tiên em được đi trên một cái sảnh công ty dài như thế này. Anh không quan tâm lắm tới cái sảnh dài này. Điều anh quan tâm bây giờ là làm sao để thuyết phục được ông giám đốc đây. Dự án gì mà trông sếp có vẻ căng thẳng thế ạ? Dự án lần này là chạy quảng cáo cho một sản phẩm tồn kho của công ty. Giám đốc công ty này rất khó tính, nhưng ông ta nổi tiếng hào phóng, sẵn sàng đưa giá cao cho quảng cáo để đẩy món đồ tồn kho đi. Đó là thứ gì thế ạ? Theo em biết thì công ty này cũng nổi tiếng, sản phẩm cũng rất chất lượng nữa. Sao lại có sản phẩm tồn kho nhỉ? Đó là thiết bị điện tử dùng để làm nóng hộp kem cạo râu. Sản phẩm này đã được sản xuất một thời gian khá lâu rồi. Thứ đấy có tác dụng gì nhỉ? Lần đầu em nghe tới một sản phẩm như thế. Kem cạo râu là thứ mà mỗi sáng hầu hết cánh đàn ông đều dùng đến. Nhưng xét cho cùng thì có ai mà lại thích thoa lên mặt thứ kem cạo râu lạnh buốt vào sáng sớm cơ chứ? Sản phẩm này đã giải quyết được vấn đề đó. Em thấy sản phẩm rất tinh tế chứ. Nhưng sao lại ít người mua nó nhỉ? Việc cạo râu của bạn sẽ trở nên dễ dàng và đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu vào mỗi buổi sáng.
Đó là những phim quảng cáo cũ về sản phẩm dao cạo râu bên chúng tôi. Nó cũng không tệ, nhưng không hiểu sao sản phẩm vẫn tồn kho suốt mấy năm. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và đưa ra một quảng cáo mới cho sản phẩm trong thời hạn sớm nhất. Vừa vào ngài đã cho xem phim nên tôi chưa giới thiệu với ngài. Đây là Shin Gray, nhân viên sáng tạo tập sự bên tôi. Cô ấy sẽ cùng tôi trực tiếp tham gia dự án này. Xin chào ngài. Nếu được, ngài có thể cho tôi xin thêm thông tin về những chiến dịch quảng cáo trước đó của bên ngài được không ạ? Tại sao anh lại dẫn một nhân viên tập sự đến gặp tôi? Thật là một trò đùa. Một công ty nhỏ mới thành lập và một nhân viên học việc đến đây bàn ý tưởng với tôi sao? Dạ, tuy rằng cô ấy là nhân viên học việc nhưng rất thông minh và sáng tạo đấy ạ. Tôi tin tưởng cô ấy và mong ngài tin tôi. Chẳng có thứ gì gọi là niềm tin ở đây cả. Tôi cần một kết quả tốt, chất lượng hơn là những lời nói suông. Tại sao tay trợ lý của tôi lại giới thiệu một công ty nhỏ lẻ chưa có tên tuổi trên thị trường đến gặp tôi chứ? Nếu không cho những người non trẻ như chúng tôi cơ hội thì các ngài cũng sẽ không bao giờ biết được kết quả thực sự của nó. Tôi đã chiếu cố cho các anh một cơ hội, vậy mà giờ lại mang thêm một nhân viên non trẻ thì có thể làm được gì chứ? Tôi tin chắc chắn ngài hiểu rằng những tiến bộ khoa học hay nghệ thuật đều bắt nguồn từ sự phá bỏ các quy tắc. Vậy tại sao ngài lại không thể xem người trẻ như cô Shin đây hay công ty non trẻ như của chúng tôi có thể phá bỏ quy tắc như thế nào? Thôi được rồi, tôi đồng ý. Hy vọng các ngài sẽ giải quyết được vấn đề này cho công ty tôi. Tôi sẵn sàng chi hầu bao lớn nếu đem lại kết quả tốt. Thế nào? Sau khi đọc tài liệu, ngài và cô Shin đây có ý kiến gì không? Nghiên cứu cho thấy nam giới rất thích dùng nó. Chúng tôi đã thử hết cách, từ chương trình khuyến mãi đến những đợt giảm giá hay những pano áp phích nữa. Chúng tôi đổ tiền vào những việc ấy, nhưng những thứ khỉ gió kia vẫn nằm yên trong kho. Vậy thì hãy tiếp tục làm những đoạn phim quảng cáo. Cô vừa xem rồi đó, phim quảng cáo làm không hề tệ. Giờ cô lại bảo làm phim quảng cáo tiếp. Cô nói thử tôi nghe xem, chúng ta sẽ làm nó như thế nào? Hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng tôi sẽ xem xét nghiên cứu dựa trên tính năng sản phẩm dành cho đàn ông. Những tấm pano, áp phích hoặc tờ rơi trông khá nhạt nhẽo, còn những đoạn phim thì sẽ kích thích người xem hơn. Có điều, chúng ta cần phải làm khác so với những phim quảng cáo cũ. Thấy chưa? Các anh vẫn chưa đưa ra điều gì mới mẻ cho tôi cả. Ngài hãy bình tĩnh, sáng tạo đôi khi là điều bất ngờ. Được, nhưng tôi nói trước, hãy dừng ngay việc định làm một đoạn phim về người đàn ông trải nghiệm sản phẩm và cảm thấy thoải mái. Ngu xuẩn, ngốc nghếch, nhạt nhẽo, hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, những công ty từng đến đây vì số tiền đấu giá khủng cho việc quảng cáo của tôi, ai cũng như ai. Các người học cùng một trường sao? Nếu ai cũng đề xuất phương án đó, thì chứng tỏ nó phải thật sự có hiệu quả trong mọi trường hợp. Chúng tôi vẫn sẽ làm phim quảng cáo, nhưng sẽ là một nội dung kiểu khác. Thế à? Cô nên nhớ, đoạn phim quảng cáo khi nãy xem là một ngôi sao hạng A. Tôi đã phải trả cả đống tiền để thuê anh ta, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Có thể họ đã làm sai ở một khâu nào đó liên quan đến thời gian quảng cáo, kịch bản quảng cáo, hoặc chỉ đơn giản là... Tôi không cần biết lý do là gì cả. Tôi chẳng còn tin vào quảng cáo từ lâu rồi. Bất kỳ công ty nào đến đây mà cứ quyên thuyên về mấy đoạn phim quảng cáo thì ngay lập tức sẽ bị tôi đuổi cổ ra khỏi căn phòng này đấy. Xin ngài đừng nóng giận. Tôi rất tiếc với những gì ngài đã phải trải qua, nhưng ngài có thể cho chúng tôi một cơ hội nữa được không ạ? Chúng tôi sẽ bàn bạc và đưa ra một phương án cuối cùng trong lần gặp tiếp theo. Vẫn còn phương án khác à? Nếu có bản lĩnh thì hãy đến đây, nhưng tôi chỉ cho các anh một cơ hội cuối cùng nữa thôi. Dạ, rất cảm ơn ngài. Khi đến, chúng tôi sẽ báo trước một ngày. Bây giờ chúng tôi xin phép ra về ạ. À. Chào ngài. Sao lúc nãy anh lại nhượng bộ ông ta thế? Em thấy ông ấy rõ là một người không có ý tứ và rất quá đáng trong công việc. Nếu không nhượng bộ, chẳng lẽ anh phải đứng lên cãi nhau với ông ấy à? Nhưng ông ta đối xử với chúng ta như thế nào anh không nhìn thấy sao? Ông ta xem thường chúng ta. Vậy thì chúng ta càng phải tìm cách để chứng minh rằng chúng ta làm được. Từ đó ông ấy sẽ không còn xem thường chúng ta nữa. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Phải làm thế nào đây nhỉ? Rõ là cánh đàn ông rất ưa thích thiết bị này. Có cả ngôi sao hạng A chụp hình quảng cáo, thế mà cũng không bán được là bao. Vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Jin, Jin. Anh gọi gì em thế? Anh nói lại đi.
Em sao vậy? Ở công ty có chuyện à? Trông em cứ như đang suy nghĩ gì đấy. Không có gì đâu anh, chỉ là chuyện công việc thôi. Đồng nghiệp hay khách hàng làm gì không phải với em sao? Em có muốn chia sẻ với anh không? Nói ra sẽ giúp em giải tỏa đấy. Em chỉ đang suy nghĩ chuyện liên quan đến công việc thôi. Được rồi, không nghĩ nữa. Ăn thôi nào. Thế giờ ăn tối, không nghĩ đến công việc nữa nhé. Nghĩ đến Giáng sinh đi. Em muốn được tặng quà gì đây hả, em yêu? Em không nhớ là sắp đến Giáng sinh luôn đấy. Nhưng sao anh lại hỏi em muốn được tặng quà gì? Như thế thì còn đâu bất ngờ nữa. Nhưng như thế vẫn đỡ hơn là mua món quà mà em không thích, đúng không nào? Đàn ông tụi anh thường không biết chọn quà gì cho vợ. Cũng đúng. Thế anh nói xem, anh thích quà gì? Em cũng sẽ tặng cho anh món quà đó. Tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra. Nước hoa hay quần áo thì anh đã có nhiều rồi. Anh muốn một món quà thật tinh tế và đặc biệt. Tinh tế á? Món quà tinh tế cho đàn ông sao? Để em nghĩ xem. Úi, phải rồi, em tìm thấy rồi. Tìm thấy gì? Em định tặng anh gì vậy? Bí mật, nói ra thì còn gì thú vị nữa. Rồi anh sẽ bất ngờ với món quà của em. Sao rồi? Hôm nay các anh mang đến gì cho tôi nào? Nói nhanh đi, tôi bận lắm. Dạ Dương, như đã hẹn trước, chúng tôi có chuẩn bị một bản kế hoạch chi tiết về việc truyền thông quảng cáo cho thiết bị làm nóng hộp kem cậu râu rồi ạ. Tôi xin lỗi ông, thật sự thì lần trước tôi có hơi mạnh miệng thật. Nhưng ông cứ thử xem bản kế hoạch của tôi đã nhé. Rồi sau đó, đuổi tôi khỏi đây cũng không muộn. Tôi biết những người trẻ bây giờ toàn là những kẻ thích vinh quang, nên tôi chẳng thèm trách cô làm gì. Nhưng bây giờ tôi không rảnh để xem bản kế hoạch dài dòng đó đâu. Giải thích ngắn gọn đi. Dạ vâng, tôi giải thích ngắn gọn thế này nhé. Chúng ta vẫn sẽ dùng phương pháp quảng cáo bằng đoạn phim ngắn, nhưng không cần thiết phải trả nhiều tiền để thuê sao hạng A. Bù lại nội dung sẽ có chút thay đổi thôi ạ. Thay đổi như thế nào? Ban đầu, tất cả chúng ta, tôi, ông và cả những công ty quảng cáo kia nữa, đều nhầm lẫn rằng vì món đồ này là dành cho đàn ông nên phải tạo ra một quảng cáo mang màu sắc nam tính. Thế không nam tính thì phải thế nào? Nếu nhìn một cách bao quát hơn, món đồ này không chỉ thể hiện sự nam tính của đàn ông, mà còn là một vật giúp phụ nữ thể hiện sự tinh tế của mình nữa. Nghe cũng thú vị đó, nhưng tôi chưa hiểu lắm. Chúng ta không nên tìm bán sản phẩm này cho nam giới, mà nên tập trung bán cho nữ giới như một món quà dành tặng cho đàn ông. Ồ, vậy nội dung quảng cáo sẽ như thế nào nhỉ? Một người phụ nữ mua thiết bị này về tặng cho chồng cô ta sao? Đương nhiên là không rồi ạ. Quảng cáo sao lại trần trụi như thế? Thế thì làm sao nào? Nội dung của nó sẽ là một cuộc thi những phát minh quà tặng cho đàn ông do những người phụ nữ làm giám khảo. Đàn ông sẽ xếp hàng dài ngoài phòng đăng ký sáng chế với những phát minh của mình. Trong đó có phát minh từ công ty của ông, thiết bị làm nóng hộp kem cạo râu. Và những nhà phát minh ở đó đều cho rằng phát minh của ông là một phát kiến quà tặng tuyệt vời. Nhưng có gì để đảm bảo là phương án này sẽ thành công? Những công ty khác cũng từng vẽ ra cho tôi một bản kế hoạch hoàn hảo thế này, nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu đấy thôi. Tôi chẳng có gì để đảm bảo với ông cả. Kế hoạch nào mà chẳng có rủi ro. Nhưng nếu ông tin tưởng thì tôi sẽ cố gắng hết sức cho dự án này. Ngay khi đoạn quảng cáo được đưa lên truyền hình, nhiều phụ nữ đua nhau đi mua phát kiến quà tặng tuyệt vời để thể hiện sự tinh tế của mình. Tôi muốn mua đồ dùng cho chồng tôi. Không biết là chỉ cần mua món đồ nào cho chồng ạ? Ở đây chúng tôi bán rất nhiều sản phẩm cho đàn ông. Tôi chẳng nhớ rõ tên nữa. Tôi xem trên quảng cáo và thấy họ nói là phát kiến quà tặng tuyệt vời. Thế là tôi tức tốc chạy đến đây ngay, vì nghe nói nó sắp hết hàng. Tôi còn chẳng kịp nhìn được tên của vật đó. Thưa bà, phát kiến quà tặng tuyệt vời mà bà đang nói đến là một dụng cụ làm nóng hộp kem cạo râu. Nhưng tiếc quá, thiết bị ấy hiện giờ đang bị cháy hàng. Chúng tôi sẽ sản xuất thêm vào năm tới ạ. Ôi, sao nhanh thế? Tôi vừa thấy quảng cáo là đến đây ngay, thế mà lại bán hết rồi. Công ty chúng tôi cũng chỉ mới đưa sản phẩm ra bán được một tuần nay thôi ạ. Hẹn bà vào dịp sau nhé. Quà Giáng sinh của anh đây. Chúc anh những điều tốt lành nhé. Món quà tinh tế mà em chọn cho anh đây á. Anh mở ra thử xem. Em đảm bảo rằng anh sẽ thích mê. Sao em lại chắc chắn vậy? Vì đây là một phát kiến quà tặng tuyệt vời.
Và sau 3 năm, với đoạn quảng cáo, phát kiến quà tặng tuyệt vời được giới thiệu đến nhiều thị trường khác nữa và tiếp tục thành công. Thiết bị làm nóng hộp kèm gạo râu đem về nhiều lợi nhuận hơn bất kỳ sản phẩm nào mà công ty điện tử từng đưa ra thị trường. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!